Hello các bạn, mình lại quay trở lại với lại buổi livestream hàng tuần vào ngày thứ bảy vào lúc 18 giờ. Thì cũng như thường lệ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kỹ thuật hát và sau đó mình sẽ áp dụng vào trong một cái bài hát, mà cụ thể là hôm nay chúng ta sẽ học về kỹ thuật gằn giọng và mình sẽ áp dụng vào trong một cái bài mà mọi người cũng rất là quen thuộc luôn, đó là bài Đông. Mọi người có nghe qua bài này rồi đúng không? Đây là một bài cũng khá nổi tiếng của nữ ca sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi bắt đầu thì chắc là mình sẽ giao lưu một tí xíu đi. Trong thời gian chờ đợi rất là nhiều những cái bạn mà đam mê ca hát muốn xem cái video livestream này và muốn tập cũng như là đặt những cái câu hỏi liên quan tới giọng hát của mình. Và trong thời gian chờ những bạn đó thì mình nghĩ là các bạn đang xem, các bạn đang vào là được 2 người rồi. Thì bây giờ các bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Các bạn có cái khó khăn gì khi hát hay là có những cái kỹ thuật nào mà mình chưa tập được hay không, thì các bạn cứ comment rồi sau đó mình sẽ có những cái video theo chủ đề để mà hướng dẫn cho các bạn. Còn ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ đi sâu vào trong cái kỹ thuật gằn giọng. Và nếu như các bạn nào mà đã từng tập qua cái kỹ thuật gằn giọng rồi mà chưa tập được, hoặc là đã từng nghe một cái bài hát hay một cái ca sĩ nào đó sử dụng cái kỹ thuật tương tự như vậy, thì các bạn có thể đặt câu hỏi luôn. Các bạn có thể đặt cái câu hỏi với mình. À, các bạn nghe nhỏ hả? Để mình xem có cái nút nào chỉnh cho nó lớn lên không. Rồi. Nếu mà nghe nhỏ là chắc tại cái mic này mình để xa quá. Để mình xem có thể gần lại được không. Tại hôm nay là cái phòng bên dưới đang thu rồi, cho nên là mình không có xài cái phòng dưới được nha, mình ngồi sát vô đây. Rồi, mọi người nghe rõ hơn chưa? Alo, 1, 2. Em nghe rõ hơn chưa Đông? Rồi, 8 bạn rồi. Chuẩn bị đặt câu hỏi đi. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kỹ thuật gằn giọng ha. Thì kỹ thuật gằn giọng nó sẽ có hai cái kiểu gằn mà thường thấy nhất. Một là người ta sẽ gằn theo kiểu nhìn tương tự như chó sủa xíu. Rồi, thì đó là một cái kỹ thuật thứ nhất. Còn kỹ thuật thứ hai là mình sẽ gằn mà theo kiểu nó sẽ hơi nghe nó mỏng hơn tí xíu. Thì mỗi một cái kỹ thuật nó sẽ áp dụng theo một cách khác nhau. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để có thể gằn được theo cái có thể gằn được dễ nhất, có thể tập được dễ nhất luôn nha. Rồi, thì cái cách tập này nó khá đơn giản. Các bạn tưởng tượng giống như là mình đang bực bội, mình la lên á, là giống như là ai đó, mình tưởng tượng mình đang khạc đờm ra đi. Các bạn sẽ nghe cái tiếng rè rè tí xíu. Và thật ra cái cách này á, là ai cũng làm được hết, bởi vì chắc chắn ai trong đời cũng đã từng một lúc nào đó bị viêm họng, bị đờm trong cổ họng nè. Thì mình sẽ có những lúc là mình đã làm cái việc đó rồi mà mình không nhớ thôi. Một cái cách dễ hơn nữa là mình nhớ là những cái lúc mà mình gây lộn với ai, mình bực bội lên á, là cái giọng mình lúc đó nó sẽ lên. Rồi, bây giờ tất cả sẽ cùng tập với nhau cái phần đó nha. Rồi các bạn thử ơi. Thì khi mà các bạn làm như vậy, các bạn nghe thấy cái tiếng rè rè đúng không? Mình bắt đầu mình tập đưa cái âm thanh, đưa cái câu nhạc vào luôn. Na. Giờ mình sẽ cùng thử cái đó nha. À, mình sẽ đi từ dưới thấp trước để cho các bạn nam cũng có thể vào được luôn. Hello Khánh, hello Sơn. Đông vui quá. Rồi. Các bạn thử lại theo cái bài tập đó nha. Na 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 na, nó sẽ hơi khó đi xíu, chắc mình làm ít là thôi. Na na na, các bạn làm thử nha. 2 3. Na na na, các bạn nghe tiếng rè rè, phải làm cho nó rè ra được như vậy mới được nha. Còn ví dụ một số bạn mà làm theo kiểu là nó không có ra được, nó phải ra vừa cái rè 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 đó vừa cái nốt nhạc luôn. Thì giống như mình nói, cách dễ nhất là tưởng tượng giống như đang khạc đờm ra vậy á. Na na na. Cái này là các bạn để ý là trong một số những cái video, những cái tác phẩm biểu diễn của những cái người nghệ sĩ hát R&B, hát soul hay là hát rock, thì thường sẽ có những cái câu hát giống như vậy. Mình ví dụ thôi, có thể là một cái câu luyến lấy, một cái câu feel và luyến lấy nào đó. No, 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 hey, kiểu vậy. No, yeah. Thì mình sẽ nghe nó có cái tiếng rè rè, nó sẽ nghe nó lạ hơn và nó làm cho cái tác phẩm nghe nó
hiện đại hơn, nó mới mẻ hơn. Rồi, trong nhạc Việt mình vẫn có thể áp dụng được nha. Tuy là cái phát âm của nhạc Việt nó sẽ hơi khó tí xíu, nhưng mà các bạn vẫn có thể áp dụng được với đa phần là những cái ca từ mà nó có âm mở, nó sử dụng nguyên âm nhiều, là các bạn có thể làm được cái này. Có thêm một cái mẹo nữa để các bạn tập cái này dễ hơn, đó là các bạn tập hơi đưa cái lưỡi ra tí xíu, thay vì là đưa vô trong thì mình có thể đưa ra ngoài tí xíu, thì các bạn sẽ làm cho âm thanh nghe nó dữ dội, nó chắc chắn hơn nữa. Một cái mẹo thứ hai đó là các bạn tập cái thói quen đẩy hơi nhiều ra tí xíu. Ví dụ nè, nếu mình làm nó không đủ hơi thì nó sẽ không có rung được. Tại vì kỹ thuật này á, là các bạn đang cần hai cái thanh đế giả bên hông này nè, nó rung. Bình thường là mình rung thanh đế thật là nằm ở giữa này nè. Ngoài bên cạnh thanh đế thật nó có hai cái thanh đế giả đây nè. Cho nên là các bạn cần cái này nó rung luôn. Do đó là các bạn phải dùng hơi nhiều, nếu mà hơi không nhiều thì nó không rung được đâu. Nha, thí dụ mình làm là không đủ. Thì khi mà làm cái này á, nó khi mà các bạn tập nó sẽ rất là nghe rất là khó chịu, và hàng xóm tưởng mình bị khùng hay tưởng là con chó nào trong nhà, thì có nghĩa là phải chấp nhận cái chuyện mà người ta sẽ nghĩ này nghĩ nọ, tưởng mình là động vật, thì phải chấp nhận cái việc đó để tập luyện cái này. Cái này nó khá là khó và nó cũng khó nghe nữa, nhưng mà khi áp dụng vào trong bài nhạc thì nó rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với nhau tập nha. Na 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 na. Các bạn tự làm theo luôn. Rồi, với cái kiểu này á, là thật ra là mình chỉ tập ở ngay cái phần âm trung thôi. Còn nếu mà các bạn đi lên cao quá thì nó rất là khó, bởi vì càng lên cao thanh đế mình nó sẽ càng siết lại, nó càng nhỏ lại, và nó cần rung động cái phần này để ra âm thanh. Cho nên là càng lên cao mà mình càng hát mạnh ra giống như vậy thì nó sẽ rất là khó. Cho nên thường là cái kỹ thuật này nó sẽ được sử dụng ở ngay cái khu vực âm trung, âm trầm của giọng hát, của giọng thật, hoặc là âm trung âm trầm của giọng gió thì vẫn được luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về cái phần giọng thật để cho các bạn làm quen với nó trước. Còn sau này mình sẽ có những cái video mà mình nói sâu hơn về cái kỹ thuật hát này, nhưng mà ở những cái quãng giọng khác. Rồi, như vậy cái mình vừa rồi mình mới áp dụng á, đó là cái kỹ thuật crow, là gằn gào lên. Rồi bây giờ mình sẽ thử vào một cái ca khúc, ví dụ như bài Đông đi. Để mình nhớ coi cái tông của bài Đông là người dài, ngày dài mưa phùn nắng gió tiêu điều. Mình thêm tí xíu effect đi cho nó lung linh lộng lẫy. Để mình xem cái video của mình nhỏ. Rồi. Ngày dài mưa phùn nắng gió tiêu điều. Rồi, bây giờ mình sẽ thử vào cái bài Đông nhé. Ngày dài mưa nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời khung cửa trăng xóa lối, xa xa một nhánh cây tàn khô. Đoạn đầu của bài này thì mình chưa xài nhiều, mình có thể áp dụng nó vào trong cái điệp khúc. Ngây tinh ví dụ này thì đã nè, các bạn thử nha, chữ đã nha. Bình thường mình hát là đã đã đúng không? Ngây tinh đã chết, thì bây giờ mình thử cho nó mạnh hơn tí. Ngây tinh đã chết, ngây tinh đã chết, các bạn nghe âm thanh không? Ngây tinh đã chết trong mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Thì các bạn thấy là khi mà mình hát chữ qua đi thì mình nghe cảm giác nó dữ dội, nó đau đớn hơn, nó quằn quại hơn tí xíu nữa. Thì khi mà các bạn áp dụng được cái kỹ thuật này vào trong cái cách xử lý giọng hát của mình á, thì các bạn sẽ làm cho cái ca khúc của mình nó đa dạng hơn rất là nhiều. Bởi vì là nếu như lúc đầu, từ đầu tới cuối thì mình chỉ hát mạnh thôi, hoặc là mình chỉ hát nhẹ thôi, bài nào giỏi hơn tí xíu nữa thì là lúc mạnh lúc nhẹ, thì nó vẫn chưa tạo ra được cái sự quằn quại đau đớn mà khủng khiếp của cái bài. Thì nếu như các bạn có thể áp dụng được cái này á, các bạn có thể thêm mắm thêm muối nhiều hơn để làm cho nó nghe nó đa dạng, nó dữ dội hơn.
Và chắc chắn luôn là kỹ thuật này sẽ giúp cho các bạn lên một level cao hơn để có thể trình diễn cái bài này với một cái cách hát đặc sắc hơn rất là nhiều. Rồi vừa rồi là kỹ thuật roll ha. Rồi nó có một cái kỹ thuật nữa cũng dịch ra tiếng Việt cũng là gằn giọng luôn mà nó gọi là vỡ giọng, méo giọng tí xíu thôi. Thì cái đó gọi là distortion voice. Mà cái này các bạn đa phần là nghe trong nhạc rock là khá nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ tí xíu mình sẽ làm cho các bạn nghe để các bạn hình dung ra cái âm thanh nó như thế nào. Thật ra là nó bắt đầu giống như là các bạn tưởng tượng là mình là cái kẹt cửa hay là nghe giống như cái tiếng có két á. Thì cái này rất là dễ, các bạn tưởng tượng giống như buổi sáng mới ngủ dậy. Sáng mới ngủ dậy là giọng mình giống vậy nè, đúng không? Mệt mỏi, bây giờ mình nói giọng vậy cao hơn xíu. Cái này gọi là distortion voice. Và tất nhiên là mỗi một người sẽ có một cái nội lực khác nhau. Ví dụ các bạn có sức khỏe tốt, có hơi thở tốt, hoặc là các bạn hay hay gào rú gì đó ở trên đó thì các bạn sẽ rất là dễ để tập kỹ thuật này. Còn đối với lại một số bạn mà chưa bao giờ làm hết thì nó sẽ hơi khó trong cái bước đầu. Và các bạn có thể tập luyện cái này bằng cách là làm nhẹ trước từng bước một để nâng cái độ lực lên. Rồi bây giờ mình sẽ thử tập với các bạn cái đó nha. Cách tập này rất là dễ, cứ tưởng tượng giống như cái kẹt cửa vậy đó. Giống như buổi sáng mới ngủ dậy nói cao lên, các bạn nâng cái cao độ từ từ lên nha. Các bạn nghe cái âm thanh đó không? Thật ra cái này không cần phải làm mạnh nha. Nếu như cái crawl hồi nãy á, là các bạn phải làm mạnh để ra được kỹ thuật đó, thì đối với cái này các bạn không cần phải làm mạnh, các bạn chỉ cần thả lỏng nhẹ thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là phải làm sao cho hai cái thanh đới nó hơi khít khít lại với nhau. Mục đích mà làm cái này nè là để giờ nó dính hơi xíu, nó đừng có bung ra. Nếu mà vậy là bị bung ra rồi. Các bạn thấy không? Thì cái này cũng là một cái mẹo nữa, bởi vì khi các bạn hát cái này nè, nghe cảm giác nó rất là dữ dội, rất là gọi là lực không á, thì khi mà các bạn kết hợp với lại giọng gió ở trên cao á, giọng mix, giọng pha hay giọng gió gì đó trên cao, thì nó sẽ làm cho người nghe có cảm giác là giọng bạn rất là gào rú ở trên. Nhưng thật ra nó cũng chỉ đơn giản là cái phần méo giọng, bể giọng, vỡ giọng kết hợp với một cái nốt cao thì nó sẽ ra được âm thanh đó. Mình ví dụ đó, các bạn hát cái nốt này. Các bạn nghe nó cao không? Nhưng mà cái này là một cái mẹo để sử dụng harmonic, sử dụng âm bồi là chính. Các bạn nghe thấy không? Thật ra cái này đó, các bạn nghe cảm giác mình ghê, rất là ghê gớm, nhưng mà thật ra nó không có gì ghê hết đó. Nó chỉ đơn giản là làm cái âm kẹt cửa thôi. Nhưng mà làm cao lên, cao lên, cao lên. Đúng rồi. Rồi, như vậy cái này là một trong những cách có thể giúp cho các bạn hát nghe có cảm giác quằn quại dữ dội mà không cần phải dùng quá nhiều lực. Tất nhiên là nó cần sự tập luyện khá nhiều. Rồi, ví dụ là giả sử đi cái bài Đông đi được chuyển thể thành một cái style rock hơn, nặng hơn, hoặc là các bạn thích hát nó theo cái kiểu mà chất hơn, dữ dội giống như hồi nãy, thì các bạn có thể áp dụng giống giống như cái nào đó. Ngay tim các bạn nghe cái kiểu này là trong rock khá là nhiều, là ví dụ tới cái cuối của bài hát đi, mình lên một cái nốt cao thì cao, mình hát gần gần giống vậy. Ha, thì tất nhiên là mỗi một người sẽ có một cái cơ địa khác nhau. Ví dụ như là thanh đới của các bạn nó hoạt động linh hoạt hơn, nó tốt hơn, hoặc là nó dày hơn, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái sự chắc chắn hơn. Hoặc là hơi thở của các bạn tập bơi lội nè, các bạn chơi đá banh nè, chạy bộ, thì hơi thở của các bạn tốt hơn so với những người khác. Cho nên các bạn chắc chắn sẽ có được những cái sự cải thiện nhiều hơn nữa. Nếu như những cái bạn nào mà chưa làm được ngay cái này thì các bạn cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì là đối với lại những cái kỹ thuật trong thanh nhạc là ai cũng có thể làm được hết, chỉ có điều nó cần thời gian, bởi vì nó là cái sự huấn luyện về cơ. Các bạn cần phải tập luyện cho cơ các bạn nó quen dần và nó có đủ cái khả năng, có đủ cái sức mạnh, sức khỏe để nó giúp
bổ trợ cho mình hát được những cái kỹ thuật cho những cái nút nhạc kéo dài hoặc là những cái nút cao. Cho nên đừng có nản, đừng có bị cảm thấy ôi kỹ thuật này nó khó quá, nó ghê quá, mình không xài được đâu, mình không biết làm đâu. Thì các bạn đừng suy nghĩ như vậy, các bạn chắc chắn sẽ làm được luôn. Rồi, thì ngày hôm nay là mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để có thể hát được cái kỹ thuật gằn giọng theo hai kiểu. Một á, là gằn giọng theo dạng hai là kiểu là hát vỡ tiếng á, hát bể giọng ra. Thì cả hai kỹ thuật này sẽ áp dụng trong hai cái thể loại khác nhau. Crow kia có thể dùng cả trong rock luôn, nhưng mà đa phần là thấy trong R&B, trong blues là nhiều. Rock and roll nữa. Rồi trong đối với lại cái kỹ thuật distortion á, là đa phần mình thấy ở trong rock nhiều hơn, hoặc là một số cái thể loại pop và rock tí xíu. Rồi, như vậy đó là tất cả những gì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, và mình hy vọng rằng cái video livestream này đã giúp cho các bạn có được một cái kiến thức cộng với lại cái cách tập luyện để có thể trau dồi được, hỗ trợ cho giọng hát của mình để giúp cho các bạn tiến tới xa hơn trên cái đam mê của các bạn. Và nếu như các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái khó khăn gì, các bạn cứ inbox cho mình hoặc là các bạn comment bên dưới, mình sẽ liệt kê tất cả những cái này thành những cái chủ đề, và sau đó mình sẽ làm từng từng chủ đề một mỗi tuần. Và cái livestream của mình sẽ là diễn ra vào tối thứ bảy vào lúc 18 giờ mỗi tuần, trừ những cái tuần nào mà mình phải đi công tác hoặc là mình không thể về kịp để mình livestream, thì những cái tuần đó là mình sẽ pass qua. Nhưng mà đa phần là mình sẽ dành thời gian để mình livestream chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật này. Còn trong trường hợp mà các bạn tập luyện mà các bạn khó quá không thể tự tập được, thì các bạn cứ tìm tới Adam Music, tại vì ở đây ngoài mình còn có rất là nhiều những cái người giáo viên có kỹ thuật, có cái kỹ năng và có tâm, cộng với lại cái cách giảng dạy hiện đại để giúp cho các bạn có thể hát được đúng cái thể loại mà mình thích: pop, rock, R&B, soul, reggae, rap, hip hop, bên đây chơi láng hết luôn. Là bởi vì các thầy cô tại trường âm nhạc Adam Music đều là những cái người đi theo cái xu hướng âm nhạc hiện đại, cho nên các bạn có thể yên tâm để các bạn theo đuổi đam mê của mình. Và bất kỳ cái kỹ thuật nào liên quan tới âm nhạc hiện đại thì Adam Music đều có những cái lớp thầy cô để có thể hướng dẫn cho các bạn đúng cái kỹ thuật đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng rằng là các bạn nếu thấy cái video này hay thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình, share cho mọi người để mọi người biết tới video này, biết tới mình, biết tới trường âm nhạc Adam Music, và để mọi người có thể cùng với nhau tạo thành một cái cộng đồng và phát triển cùng với âm nhạc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Adam Music, mình là Đoàn Dược Quý đến từ Adam Music. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau.